Hello, cô cá đam mê xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay cùng anh em ra hồ Gia Ui săn cá khủng nha các bạn. Đó anh em hôm nay câu rất là đông nha các bạn. Hôm nay câu tới như ta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cần con máy nha các bạn. Đó. Đây là cái bờ đá của cái hồ Gia Ui. Đây, chủ yếu hôm nay yếu câu cá trôi và mè nha các bạn. Mè chính. Ông bạn cũng lên được mấy con mè to lắm. Để nhờ ông bạn review cho các bạn xem. Nhờ ông bạn vậy. Review anh em xem vài 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 con có mè khủng. Rồi để kết thúc video mình sẽ review nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu câu nha. Có xá thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha các bạn. Thank you.
cần kê cá ăn luôn cho hai phát, cần quay thử các bạn ơi. Nó dùng dùng nhỏ rồi. Chung. Chảy đủ. Dùng dây thôi. Dính cá, tao đã dính. Ông bạn dính cá mè các bạn à. Trắng. Con này nhỏ thôi. Giờ cao cho anh em xem với. Đó. Cái này vẫn ký.